Mai Đức Thiện trân trọng giới thiệu dự án hát sầm xưa và nay. Thank you.
trở mắt. Biết đi mai sau thế nào, để đi bây giờ đất thấp rời cao, để bây giờ đất thấp ông rời cao. Chia sẻ một chút về bài hát anh Sẩm. Đây là cái bài Sẩm mà các cụ viết riêng cho những người hát Sẩm. Ngay cái câu đầu tiên chẳng hạn: chẳng biết nơi nào chúng anh xưa, chẳng biết nơi nào rời xô đất đẩy sinh vào nhân gian. Thẹn tình ngơ mắt giang san, tức là mù, làm ngơ hết, ngơ mắt giang san. Công danh chẳng có, Sẩm xoan cho nó hào, tức là không đi thi được, không có học hành được, thì đành phải đi hát Sẩm để kiếm tiền. Ngày xưa thì những cái người hát Sẩm, những cái người khiếm thị, họ tự ái lắm, bởi vì họ sẽ là gánh nặng cho gia đình, bản thân và xã hội. Không phải như chúng ta bây giờ là có hội làm tăm hay là có mây che đan, thì những người hát Sẩm mà sinh ra đã bị khiếm thị rồi, hoặc là mọi người biết ngày xưa là bị một cái bệnh gì mà sẽ bị khiếm thị nữa không ạ? Bị rất nhiều ạ. Từ đâu mà lại khiếm thị? Đúng rồi, một căn bệnh. Chúng ta hiện bây giờ chúng ta vẫn bị mắc rất nhiều, chúng ta có thuốc chữa rồi, nhưng ngày xưa thì cứ mắc nó là gần như là những người nào mà gọi là đen đủ thì sẽ bị khiếm thị. Đó là cái bệnh không, bệnh đậu mùa, tức là không có cái thuốc chữa. Nên là những cái người hát Sẩm không chỉ mù mà mặt còn bị rỗ nữa, bởi vì nó là do các cái nốt mà không thể chữa khỏi được, nó không có thuốc lành lặn. Nên là những cái người mà có thể khiếm thị từ lúc bẩm sinh, hay là khiếm thị là do bị bệnh đậu mùa, thì họ rất là tự ái, tự ti và rất sợ xã hội là dè bỉu, là không làm được cái gì cả. Nên là rất may là có một cái nghề gọi là cái nghề cứu cánh cho họ, đó là nghề hát Sẩm. Họ không những là nuôi được mình mà họ còn lấy vợ và nuôi được cả gia đình. Nhưng ngày xưa không phải các cụ không phải một vợ một chồng đâu ạ. Những người hát Sẩm ấy thì theo như em được biết ấy, thì không có cụ nào mà dưới 2-3 vợ đâu. Cụ nào cũng rất nhiều vợ. Hát hay quá nên là đi theo các cô, cứ đi theo và theo là thế linh đúng không? Dạ. Chương trình do biên tập viên Mai Đức Thiện thực hiện. Mai Đức Thiện trân trọng giới thiệu dự án hát Sẩm xưa và nay.